Ok các bạn anh chị em thân mến, hiện tại em Khánh Trần Vũ miền Bắc đang có mặt tại Gia Bình, Bắc Ninh. Vừa rồi đó đã các kiểu hoàn thiện nghiệm thu bàn giao cho gia đình nhà anh Quý, ông Quyền ở đây một cái tác phẩm trần gỗ với chất liệu là gỗ xoan các bạn nhé. Thì là trước khi vào ngắm nhìn cái tác phẩm trần gỗ đó thì là mà tất cả các bác anh chị em sẽ cùng ngắm nhìn toàn bộ không gian ngoại thất của gia đình nhà anh Quý ở đây. Nó đẹp như thế nào, một căn hộ mái Nhật 2 tầng đang trong quá trình hoàn thiện khoảng tầm độ hơn 90% rồi. Và chắc chắn rằng là anh Quý anh sẽ xem clip của em, thấy rằng là toàn bộ không gian ngoại thất của gia đình nhà anh, sân vườn mọi thứ đang vào hoàn thiện rất là đẹp rồi. Thực sự là như vậy. Và ngay bây giờ là mời tất cả các bác anh chị em sẽ cùng đi sâu vào bên trong để cùng ngắm nhìn toàn bộ cái tác phẩm trần gỗ với chất liệu là gỗ xoan hoàn thiện cho gia đình nhà anh Quý tại đây các bạn nhé. Và trước khi vào ngắm nhìn cái tác phẩm trần gỗ đó thì ngay bây giờ là mời tất cả các bác anh chị em sẽ cùng gặp gỡ ông Quyền để xem là ông chia sẻ điều gì về đội thợ trần gỗ miền Bắc của con. Thứ nhất là về mẫu mã sản phẩm, thứ hai là về tư cách anh em thi công, thì ông cảm nhận như thế nào không? Nói chung là gỗ xoan, nói chung là Quý đó, nó chọn gỗ chuẩn. Dạ vâng. Hai nữa là thợ thì anh em thợ tuy trẻ nhưng mà làm rất là kỹ thuật và nhiệt tình. Dạ vâng. Thời gian không tính thời gian. Dạ, làm dạ. Rất tốt. Dạ vâng, con cảm ơn ông rất nhiều và chúc ông thật là nhiều sức khỏe. Nó bán tiền chưa? Dạ, anh chuyển khoản hết cho con rồi, con nhận đủ tổng thanh toán nhà mình rồi. Dạ vâng, và hy vọng một cái dịp gì đó mà con qua đây con chơi với ông và con chơi với cả gia đình nhà mình thì hy vọng ông vẫn nhớ tới con. Cảm ơn ông rất nhiều. Và đó là người bố của anh Quý, và ngay bây giờ là mời tất cả các bạn chị em sẽ cùng gặp gỡ là em, cô là em hay là cô là chị của anh Quý nhỉ? Cô là người chị của anh Quý, để xem là cô chia sẻ điều gì về cái tác phẩm trần gỗ này và cũng như là về chất lượng anh em thi công như thế nào cô nhé. Cô chia sẻ cho con một xíu ạ. Dạ vâng, cô nhìn máy ạ, cô nhìn máy đây ạ. Nói chung là anh em thi công là từ hôm về giờ là rất chăm chỉ và nhiệt tình. Dạ vâng. Còn cái phần sắc đẹp thì cô cũng không hiểu lắm. Vâng, cái quan trọng là cô nhìn thấy cô cảm nhận là nhưng mà cũng bây giờ nhìn thì rất đẹp. Vâng, ý của cô là về kỹ thuật và chất lượng đúng không? Kỹ thuật thì cái đó là thời gian sẽ trả lời cô nhé. Dạ vâng, cảm ơn cô rất nhiều. Dạ vâng. Cảm ơn nhé. Dạ vâng, cảm ơn cô rất nhiều. Và giới thiệu với tất cả các bạn chị em, hôm đầu tiên tới thì là cũng có cả ông và cũng có cả cô. Đó, thì là hình như còn một cô nữa thì phải. Cô nữa không? Nhưng mà hôm nay có đây. Ok các bạn chào thân mến, đó chính là những lời chia sẻ của ông Quyền là người bố của anh Quý và cũng như là người chị gái của anh Quý về đội thợ trần gỗ miền Bắc. Và ngay bây giờ là mời tất cả các bạn anh chị em sẽ cùng gặp gỡ người em trai của anh Quý để xem anh chia sẻ điều gì về cái tác phẩm trần gỗ này các bạn nhé. Anh Minh ơi, em gặp em một xíu. Mấy khi cả nhà mình lên cùng một clip. Và ngày hôm nay thì nghiệm thu cùng với em Khánh và cũng như là xác nhận từng số đo với em Khánh trần gỗ miền Bắc đó chính là anh Minh, em bắt tay anh ạ. Dạ vâng. Dạ vâng, thì là đây là dạ vâng, đây là anh là em trai của anh Quý đúng không ạ? Đúng rồi. Và anh có cảm nhận như thế nào về cái tác phẩm trần gỗ này, và chia sẻ với tất cả các bạn chị em là anh Minh thì là rất là gần với nhà của anh Quý, thì là anh cảm nhận như thế nào về đội thợ trần gỗ miền Bắc của em thi công trần gỗ cho gia đình nhà mình anh? Đội thợ của nhà anh Khánh này là thi công nói chung là rất là nhiệt tình mà làm thì là rất chắc chắn và kỹ. Vâng. Xoan thì tôi cũng được biết về cái xoan này từ thời bé rồi, nhưng mà tôi thấy là cái chất liệu gỗ là cái xoan ta này cũng được. Dạ vâng, dạ vâng. Cái trần về kiến trúc nói chung là đẹp. Dạ vâng, cảm ơn anh mình rất nhiều. Dạ vâng. Và em cũng vừa chia sẻ với anh là nếu như mà nay mai anh có muốn làm một cái không gian nhà anh cũng bằng trần gỗ liên hệ em. Cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh rất nhiều em. Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Và đó là những lời chia sẻ của người thân gia đình nhà anh Quý. Anh Quý đang sinh sống và làm việc bên trong ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà chắc chắn là một thời gian ngắn nữa thôi là anh sẽ về đây là thăm không gian này, thì chắc chắn là sẽ đẹp hơn rất nhiều so với những cái hình ảnh mà anh Quý đã xem trên clip của em. Cảm ơn anh Quý rất nhiều, cảm ơn chị gái trong đó cũng rất nhiều. Ok, và đó là tác phẩm trần gỗ với chất liệu là gỗ xoan em Khánh hoàn thiện cho gia đình nhà anh Quý, ông Quyền ở đây. Mẫu trần là mẫu trần 3 cấp cho toàn bộ không gian của phòng khách. Ở giữa sẽ là một ô chống chính, hai đầu là hai ô phụ các bạn nhé. Đi sâu bên trong đó chính là không gian của phòng ăn, phòng bếp. Mẫu trần là mẫu trần 2 cấp. Bên kia đó chính là không gian của gian phòng tâm linh. Mẫu trần là mẫu trần 2 cấp. Ở giữa sẽ là một ô chống mặt chữ thọ cài led bên trên các bạn nhé. Xin phép ông, còn chúc sức khỏe ông. Anh em vẫn đang hoàn thiện nốt trong, và bất cứ cái chỗ nào mà ông cảm thấy chưa ok ông cứ bảo anh em thoải mái cho con ông nhé, ông cứ thoải mái. Dạ vâng, con cảm ơn cô rất nhiều. Dạ vâng, con cảm ơn cô rất nhiều. Dạ vâng, con chào cô. Dạ vâng, con cảm ơn cô nhiều. Dạ vâng, con xin phép cả nhà mình ạ.
Em chào anh Minh nhá, chúc anh sức khỏe. Cảm ơn anh nhiều, cảm ơn anh nhiều. Dạ vâng. Ok, một lần nữa tôi cảm ơn anh quý ông Quyền có tại Gia Bình, Bắc Ninh, và cảm ơn tất cả các bác anh chị em đã theo dõi clip của em Khánh Trần Gỗ miền Bắc. Đừng quên để lại cho em xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ video. Và bây giờ xin chào. À, con thì con ở ngay Bến Tuần. Nếu mà ông đã biết Bến Tuần rồi thì là nhà con cách Bến Tuần khoảng có tầm vài km nữa thôi. Dạ vâng. Có ông thủ trưởng ông Chín. À, con không rõ cho tầm lớn tuổi con không rõ. Ngay bến đò, bến nhà bến nhà con thì là gần sát tiểu đoàn B52. Là hai con gọi là đồi bàng đấy. Chắc là ông biết đúng không? Dạ vâng, thôi ông hơi mưa một xíu, ông không phải tiễn con ra tận đây đâu. Dạ vâng. Dạ vâng, dạ vâng. Dạ vâng, con chào ông. Dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng, con chào ông. Trần Gỗ miền Bắc nâng tầm đẳng cấp ngôi nhà Việt. Hotline 0395031999.